Bim S450 Plus có viền LED đây anh em nhé. Sáng dã man luôn. Đấy, anh em nhìn cái viền LED này, nó nổi không? Đấy. $11 triệu con đôi. Kèm cả thùng luôn anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu mua thì liên hệ với em nhé. Mở đọc cái viền LED không anh em này. Nhìn nhức nhối phết đấy nhỉ.